xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cuối tuần mình sẽ live bên quán xe ga với các dòng xe như SH, Vision, Everest. Mọi người qua cảng ở 237 Ngô Quyền để tham khảo dòng xe ga có trong cảng nha. SH đang có rất là nhiều xe ạ. Xin chào Tuấn Anh nha. SH càng có xe từ 54 triệu là có xe SH đời 2015 rồi ạ. Xin chào vùng trời Bình nhá. Xin chào vùng trời Bình Yên ạ. Bạn đang quan tâm đến dòng xe nào cứ để bình luận dòng xe mình quan tâm. Càng sẽ like chi tiết cụ thể hoặc sẽ gửi đường link để mọi người tham khảo ạ. Mát rồi, mọi người qua càng xem xe đi ạ. Càng có đang về rất là nhiều các dòng xe. Xin chào Việt Khánh nha. Cả xe máy Đức Kiên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe cũ mới ạ. Địa chỉ 237, hiện cả đang live là chuyên các dòng xe ga. Địa chỉ 238, chuyên dòng xe mới và xe 50cc dành cho học sinh sinh viên nha. Và địa chỉ 289 Ngô Quyền, chuyên dòng xe côn các loại ạ, xe số ạ, xe côn xe số ạ. Xin chào Nguyễn Hùng nha. Xin chào Lưu Hình Quân Ngân ạ. Xin chào Phai Đinh ạ. Vision gà đang có xe từ 26.600 là có xe rồi ạ. Đặc biệt càng có chợ mua xe trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi ạ. Thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần có chứng minh thư hoặc căn cước công dân là được hỗ trợ. Bạn ở bất kỳ đâu cũng có thể được hỗ trợ mua xe trả góp. Đặc biệt càng có hỗ trợ khách thủ tục sang tên đổi chủ trong thời gian ngắn nhất. Và có hỗ trợ khách sang tên đối với khách ở tỉnh ngoài nha. Mọi người qua càng ở 237, 238 và 289 Ngô Quyền để đi thử chạy thử để cảm nhận chất xe nha. Xin chào Nguyễn Hằng Thi ạ. Tất cả xe mua tại cả xe máy Đức Kiên đều được bảo hành tuyệt đối về chất lượng xe. Bảo hành máy nguyên, chất xe, không tai nạn, đơn vị không ngập nước nha. Xin chào Tùng Thanh ạ. Liberty cả đang có xe Liberty đời 2016 phanh ABS nha. Màu ghi. Xin chào Viết Kiên nha. Bạn đang quan tâm đến dòng xe nào có để bình luận dòng xe mình quan tâm nha. Và xe like chi tiết để mọi người tham khảo ạ. Xin chào Đình Văn ạ. SH cả đang có rất là nhiều xe ạ. Từ đời 2014, 15 cho đến đời 2022 đều có xe ạ. Everest từ đời 2014, 24.800 là có xe nha. Nguyễn Hoàng Thi ơi, Way 110 cả đang có xe nha. Lát nhân viên cả sẽ gửi đường link chi tiết để bạn tham khảo ạ. Hôm nay mình đang live ở bên quán xe ga nên không quay chi tiết cho bạn được. Chào Huệ Nguyễn nha. Nguyễn Hoàng Thi ơi, Way 110 cả đang có con màu đen nha. Giá chỉ có 17.700.000 đời 2021 nha. Xe rất là đẹp ạ. Xin chào Tùng Nguyễn nha. Everest bản 2021 cả đang có màu đen và màu trắng. Con 125 ạ. Xin chào Nguyễn Phong nha. SH Mode đời 2017 màu đỏ đô ạ. Xin chào Viết Kiên nha. Bạn đang quan tâm dòng xe nào vậy ạ? Everest 150 ABS cả đang có rất là nhiều xe ạ. Xe rất là đẹp. Từ đời 2020 đến 21-22 cả đều có xe ạ. SH 2018 Form 2017-18 19 cả đang có rất là nhiều xe ạ. Bản 125, 150 đều có xe nha. Thứ hơn 70 triệu là có xe rồi ạ. SH rất là nhiều xe. Xin chào Du Nguyễn ạ.
mọi người đang quan tâm dòng xe nào cứ để lại bình luận dòng xe mình quan tâm, và sẽ like chi tiết và báo giá chi tiết để mọi người tham khảo ạ. Hoặc có thể truy cập vào website xemayhaizuong.com, trên đấy có đầy đủ tất cả các loại xe, từ xe ga, xe số, xe côn đều có ạ, đều có thông tin xe và giá xe nha. Chào Việt Lê ạ. Và xe máy Đức Kiên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe cũ mới. Địa chỉ 237 là địa chỉ cửa hàng hiện tại Đăng Nai ạ. Chuyên các dòng xe ga. Địa chỉ 238 chuyên dòng xe mới các loại, xe 50cc nhỉ. Và địa chỉ 289 chuyên dòng xe côn xe số ạ. Mọi người có thể qua trực tiếp ba địa chỉ trên để tham khảo xe nha. Xin chào Đặng Việt Bắc nha. SH hiện tại cửa đang về rất là nhiều xe từ đời 2014 là form kia, form cũ ạ, cho đến đời 2022 càng đều có xe, rất là nhiều xe ạ. Với đầy đủ các màu sắc. Chào Nguyễn Hùng nha. Bạn đang quan tâm đến dòng xe nào vậy ạ? SH nhập cả đang có một xe 125, con này là 150 SH nhập ạ. Và cả đang có một con 125 biển VIP luôn ạ, B159555 F125 xe nhập nha. SH form của 27, 18, 19, 20, 21, 22 cả hàng đều có rất là nhiều ạ. Rất là nhiều xe luôn ạ. Đặc biệt cả có chợ mua xe trả góp. Thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần có chứng minh thư hoặc căn cước công dân là đều có chợ rồi ạ. Từ 54.800.000 là có SH đời 2014, 15 rồi nha. 2015, 54.800.000 là có xe rồi ạ. Xin chào Phạm Đình Nhất nha. Nguyễn Hùng ơi, SH 2022 bản 125 phanh ABS. Hiện tại bản đấy người ta ở hãng người ta đã, nhà máy người ta đã dừng sản xuất cái dòng đấy, nó đã bỏ mẫu đấy rồi ạ. Chỉ còn bản 125 phanh thường thôi ạ, phanh CBS thôi ạ. Xin chào Ben Đặng nha. Bạn vui lòng để lại, Nguyễn Hùng bạn vui lòng để lại số điện thoại, nhân viên cả sẽ tư vấn cụ thể cho bạn nha. Xin chào Đức Nam ạ. Cái H 2016 thì tầm xung quanh hơn 60 triệu là có xe rồi ạ. Tầm hơn 60 triệu là có SH 125-2016 rồi ạ. Cái SH form đời 2014-15 từ 54.800.000. Xin chào Đỗ Văn Việt nha. Và xe máy Đức Kiên, tất cả xe mua tại cửa hàng đều được bảo hành tuyệt đối về chất lượng xe, bảo hành máy nguyên, máy chất, xe không tai nạn đập đụng, không gặp nước nha. Tất cả xe mua tại cửa hàng đều được bảo hành. Thứ hai là các bạn có thể qua địa chỉ 237, 238 và 289 để đi thử, chạy thử để cảm nhận chất xe nha. Vâng. Xin chào Nguyễn Thanh nha. Chào Hoàng Giang ạ.
hai form của 27 từ trên 70 triệu, còn 69 70 triệu là có xe 2017 rồi nha. Dạ. Chào Ngô Anh Quan ạ. Thì anh ấy thì quay Thọ Giang đi. Quay ai hả? Bỏ ai trong ra nhá. Xin chào Nguyễn Thanh nha. Xin chào Giang Chép ạ. Các bạn đang quan tâm đến dòng xe nào cứ để lại bình luận dòng xe mình quan tâm, tớ sẽ like chi tiết cụ thể ạ. Hiện tại cửa hàng đang về rất là nhiều dòng xe Everest, Vision, SH đều đang có rất là nhiều nha. Xin chào Việt Chiến nha. Các bạn đang quan tâm đến dòng xe nào ạ? Cứ để bình luận dòng xe mình quan tâm, cần sẽ like chi tiết cụ thể hoặc sẽ gửi đến mình để mọi người tham khảo ạ. Xin chào Sally Trần nha. Hát mò gà đang có một xe đời 2017 49.900 là có xe rồi ạ. Xin chào Chu Văn Minh nha. Em có giá xe hết rồi ạ. Xin chào Hoàng Dương nha. Vision cả có xe từ đời 2017 26.600. Nguyễn Xuân, xin chào Nguyễn Xuân Tỷ ạ. Đến 30.900 là có Vision đời 2020 màu đỏ đô nha. 38.800 là có Vision đời 2021 bản đặc biệt nha. Xe cực kỳ đẹp ạ. Xe chạy chuẩn có 23.000 cây đấy ạ. Nguyễn Thanh ơi, EH150 ABS 2019 không có màu xi măng nha. Chỉ có màu đen nhám là bản đặc biệt thôi ạ. Màu xi măng từ đời 2021 trở lên mới có ạ. EH150 ABS 2019 cửa hàng có xe màu xám ghi là có xe bạn nha. Nguyễn Thanh ơi, màu bạc càng có xe nha. 150 ABS 2019 màu bạc càng có xe nha. Lát nhân viên cửa hàng sẽ gửi đường link chi tiết tất cả những SH màu bạc hiện đang có tại cửa hàng để cho bạn tham khảo ạ. Xin chào Quang Ban Phạm ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài live ngày hôm nay. Okay. Xin chào, hẹn mọi người vào bài live ngày hôm sau nha.